Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cá Coi. Hôm nay chúng ta cùng đến với bản tin tiêu điểm thị trường. Trong tuần vừa qua, chúng ta đã đón nhận khá nhiều thông tin tiêu cực đến từ chính sách kinh tế vĩ mô, từ đó đã lan sang cả thị trường crypto. Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm sáng mà chúng mình muốn chuyển đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Bây giờ, hãy cùng chúng mình bắt đầu video ngay nhé! Tiêm điểm thị trường tuần qua, lạm phát tháng 5 của Mỹ chạm mức kỷ lục, Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2011, Bitcoin và Ethereum lập đáy mới năm 2022, sốc do Won bị cáo buộc bòn rút 80 triệu đô la mỗi tháng từ dự án Terra, Jack Dorsey công bố Web 5 dự án mới để thay thế Web 3. Cơn bão lạm phát tiếp tục càn quét nước Mỹ, theo số liệu mới nhất vừa công bố, chỉ số CPI tháng 5 tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 41 năm kể từ tháng 12 năm 1981. Với tình hình hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ phải siết chính sách tiền tệ mạnh tay hơn, gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB xác nhận sẽ tăng lãi suất nhằm giảm đà tăng lạm phát trên toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu. Hôm 9 tháng 6, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết mức tăng sẽ là 0,25 điểm phần trăm vào tháng 7. Dự kiến, một đợt tăng nữa sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2022. Đợt tăng này có thể lớn hơn 0,25 điểm phần trăm nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Tín hiệu nâng lãi suất này phù hợp với hầu hết các đánh giá của các nhà phân tích trước đó. Thông báo này cũng đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên của ECB kể từ năm 2011 và khép lại một chương dài của chính sách tiền tệ nới lỏng. Bên cạnh đó, thị trường đang đánh cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Anh, BOE sẽ tăng lãi suất 0.5 điểm phần trăm vào tháng 9 này. Các nhà đầu tư hiện nay đang kỳ vọng BOE sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất kỷ lục 0.5 điểm phần trăm vào tháng 9 này để kiểm soát đà tăng của lạm phát đang diễn ra nhanh và mạnh nhất trong 4 thập kỷ. Đây sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ khi ngân hàng này giành được quyền tự quyết vào năm 1997. Nó cho thấy áp lực đang gia tăng đối với các nhà hoạch định chính sách nhằm đẩy nhanh chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong một diễn biến ngược lại, vào ngày 10 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nga đã phát đi thông báo cắt giảm lãi suất từ 11% xuống còn 9.5%. Trong tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết lạm phát đang chậm lại và quy mô suy giảm hoạt động kinh tế ở nước này trong tháng 4 năm 2022 thấp hơn dự báo. Có thể thấy môi trường kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới đang diễn biến rất phức tạp, tác động khá tiêu cực đến môi trường đầu tư tài chính toàn cầu. Và không ngoại lệ, thị trường crypto trong tuần vừa qua đã chứng kiến một cú đâm mạnh. Tính đến sáng ngày 13 tháng 6, Bitcoin đã giảm kỷ lục về mốc 25.290 USD, ngưỡng giá trị thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020, và xuyên thủng mức đáy năm 2022 ở 26.700 USD vào ngày 12 tháng 5, thời điểm LUNA USD sụp đổ. Nguyên nhân chính cho việc thị trường đi xuống có thể xuất phát từ việc lạm phát Mỹ trong tháng 5 năm 2022 tăng vượt ngoài dự báo, kéo thị trường chứng khoán lao dốc và ảnh hưởng đến BTC cùng các altcoin. Trong khi đó, Ethereum ETH thậm chí còn thê thảm hơn, giảm về tận 1.315 USD, chính thức xác lập kỷ lục 10 tuần liên tục nến đỏ. Tính từ đầu tháng 4, Ethereum đã mất đến 62,3% giá trị, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nguyên nhân cho sự giảm giá này có thể đến từ đồng STETH, ETH staking trên giao thức Lido bị Zebex và việc nền tảng Lending Celsius gặp vấn đề về thanh khoản liên quan đến ETH đang được cho là các lý do chính kéo giá ETH đi xuống. Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGlass, thị trường crypto trong 24 giờ qua ghi nhận đến hơn 453 triệu USD lệnh phái sinh bị thanh lý, dẫn đầu là ETH và BTC, tỷ lệ long short là 7327. Tỷ lệ BTC và ETH bị cháy đã cân bằng hơn so với việc ETH nhiều gấp đôi BTC vào ngày hôm qua. Các đồng coin top khác cũng không khá khẩm hơn, với BNB về 238 USD, áp sát mức đáy 218 USD ngày 12 tháng 5, Cardano ADA về 0.4 USD, bằng với mức đáy ngày 12 tháng 5. Solana Sol về 28.4 USD, Sol có 10 tuần nến đỏ liên tiếp. Polkadot về 7 USD, cũng có 7 tuần nến đỏ liên tiếp. Thông tin tiêu cực vẫn liên tục bủa vây thị trường khi mà nhân viên Terra đã nói với các nhà điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC rằng do Won đã rút 80 triệu đô la mỗi tháng trước khi Luna USD sụp đổ. Ngay sau thông tin trên, do Won đã phản hồi các tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 6 và nói rằng thông tin trên là sai lệch, giả dối đang dẫn dắt câu chuyện. Anh ấy hứa sẽ đảm bảo thông tin chính xác sẽ được công bố. Chúng ta cùng chờ đợi để xem drama tiếp theo của Jorgon và Luna sẽ đi về đâu.
Ngoài những thông tin tiêu cực, chúng ta cùng đón nhiều các thông tin tích cực đến từ trên Linh. Ông lớn trên Linh đã tích hợp hai công nghệ ưu việt nhất vào Averland. Cụ thể, trên Linh đã cho phép hai công nghệ nổi bật là trên Linh Keepers và trên Linh Verifiable Random Function (VRF) tích hợp vào mạng chính của Averland (AVAX). Nhóm trên Linh nhấn mạnh rằng việc kết hợp với Averland được thực hiện để hỗ trợ các nhà phát triển trong nền tảng. Trên Link Keepers sẽ cho phép các nhà phát triển tự động hóa các chức năng của hợp đồng thông minh theo cách phi tập trung. Mặt khác, trên Link VRF sẽ cung cấp một trình tạo số ngẫu nhiên có thể được sử dụng trong nhiều DApp yêu cầu tính ngẫu nhiên. Đánh giá tích cực về điều này, nhà sáng lập Averland đã bày tỏ niềm tin rằng sự kiện này là một cột mốc quan trọng đối với những người đang xây dựng ở Averland. Theo sơ, điều này sẽ đơn giản hóa trải nghiệm của cả nhà phát triển và người dùng. Bên cạnh đó, ông lưu ý rằng trên Link cũng sẽ giúp cải thiện các chức năng và thiết kế trong DApp của Averland. Ngoài ra, chúng ta còn có hãng công nghệ Salesforce ra mắt nền tảng thử nghiệm NFT của riêng mình. Gã khổng lồ phần mềm điện toán đám mây này đang nỗ lực tham gia vào không gian NFT bằng việc vừa tiết lộ NFT Cloud, một nền tảng giúp các thương hiệu và doanh nghiệp sử dụng NFT dễ dàng. Hy vọng với việc góp mặt của ông lớn Salesforce, sắp tới thị trường NFT hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, rất bất ngờ, hôm 11 tháng 6 vừa qua, Jack Dorsey công bố dự án về Web 5, một dự án mới để thay thế Web 3. Ở hiện tại, khi mà Web 3 vẫn đang gây ra rất nhiều tranh cãi, thì việc Jack Dorsey công bố dự án Web 5 tạo ra rất nhiều sự thích thú trên thị trường. Theo như công bố, Web 5 là hướng đi mới về phi tập trung trên blockchain, xây dựng một mạng lưới phi tập trung bổ sung để trao cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu và nhân dạng kỹ thuật số. Tuy vậy, đến thời điểm này, Web 5 vẫn mới ở giai đoạn phát triển và công bố mã nguồn mở, chưa có ngày ra mắt chính thức. Nhưng đây vẫn là một thông tin khá đáng chờ đợi trong tương lai. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp các bạn cập nhật được biến động của thị trường trong tuần vừa qua. Nếu các bạn thích video này, hãy like để ủng hộ kênh Cá Coi. Đừng quên subscribe và nhấn nút chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.